Một cổ động viên trên Twitter đã ví von quả đá phạt của Kylian Mbappe như một quả tên lửa vậy. Phải rồi, một cú ná đại bác mà các cameraman đã phải quay lại hậu quả của nó. Một cú đá rách lưới theo đúng nghĩa đen. Vậy còn tốc độ của Mbappe thì sao? Tờ BBC Sport thì so sánh tốc độ của Mbappe với vận tốc chạy của ông vua điền kinh Usain Bolt. Cú nước rút của Mbappe trên một quãng đường 100m chỉ có 10,9 giây, còn Usain Bolt mất 9,58 giây để hoàn thành quãng đường tương tự. Dĩ nhiên, trong điền kinh thì khoảng cách 1,3 giây kia là rất lớn, song phải thừa nhận rằng tốc độ của Mbappe là cực kỳ đáng nể. Cần biết rằng trong bóng đá, các cầu thủ phải vừa chạy vừa quan sát và hiếm khi có chuyện chạy theo đường thẳng. Sức mạnh, tốc độ và mưu trí nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực một cầu thủ có thể đạt được một mức tiêu chuẩn của ba phạm trù trên một lúc thì đã có thể được gọi là siêu sao rồi. Kỳ thực thì sức mạnh và tốc độ có thể quy chung về một chữ, thể chất. Có một điều mà nhiều người thường bỏ qua khi nói về Mbappe, đó là cầu thủ gốc Cameroon sở hữu một sức mạnh thể chất cực kỳ kinh khủng. Có thể nói từ thời Ronaldo Nazario de Lima đến nay, không có mấy người sở hữu thể chất đấy. Nhanh, khỏe, tốc độ và đặc biệt là một cái đầu gối được thiết kế để chịu lực từ những quả đảo chân với tốc độ cực cao. Kể từ khi sang PSG, lần dài nhất mà Mbappe vắng mặt vì chấn thương là 30 ngày, tương đương với 7 trận. Còn hồi ở AS Monaco cũng chỉ là 35 ngày mà thôi. Gần như Mbappe không gặp một chấn thương gì lớn, bất chấp việc phong cách thi đấu của anh sử dụng rất nhiều đến đầu gối. So sánh với người mà phong cách chơi tương đối giống là Ronaldo béo, Rô béo gần như là gắn cả sự nghiệp với chấn thương. Từ mùa giải 1999-2000 đến hết mùa giải 2001-2002, Ronaldo de Lima đã phải ngồi ngoài trong 773 ngày, tức là gần 2 năm chẵn. Tất nhiên là Mbappe được tiết chế cho khoản dê bóng hơn. Lúc cần thì anh mới rê, song song với thể chất vượt trội, Mbappe có vẻ như vẫn còn biết cách giữ gìn nó. Mọi thứ của Mbappe như thể được lập trình. Hồi ở tuổi 17, khi nhiều cầu thủ ở học viện còn chật vật trong việc tìm hướng phát triển, thì Mbappe đã sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần để tranh hùng tranh bá ở môi trường chuyên nghiệp. Mùa hè năm 2016, sau khi Pháp bị Bồ Đào Nha đánh bại đau đớn trên sân nhà tại chung kết giải vô địch châu Âu, Mbappe đã chơi cực kỳ xuất sắc, ghi 5 bàn, giúp đội U19 nước Pháp giành chức vô địch tại Đức. Ngay cả khi anh bị đồng đội là Jean-Kevin Augustin lu mờ ở giải đấu đó, nhưng trong khi cầu thủ này đang vật lộn để phát huy hết tiềm năng của mình, thì Mbappe lại phát huy hết sức mạnh trong quãng đường sau đó. Giành chiến thắng trong những pha đấu tay đôi là biểu hiện của thể chất tốt, nhưng ít tranh chấp không có nghĩa là thể chất tệ. Messi là ví dụ lớn nhất của việc sở hữu một thể chất tốt, còn Scott McTominay lại không phải là người có thể chất quá tốt nếu so với người đồng cân đồng lạng Tammy Abraham, cũng là một ví dụ như vậy. Anh ấy là một tiền đạo 19 tuổi đáng gờm, người đã thể hiện những điều tuyệt vời cho PSG và sẽ tiếp tục tiến bộ. Mbappe sẽ là một trong những ngôi sao tương lai, nhưng tôi thấy anh ấy thiên về thể chất hơn là tài năng. Tôi nghĩ giống như Pogba, ngay cả khi tôi chưa xem anh ấy thi đấu mùa này. Đó là những gì mà Xavi đã nói trong quá khứ. Đến giờ thì có lẽ là mọi thứ đã đổi khác, song nhận định về thể chất của Mbappe thì quả không sai chút nào. Chúng ta sẽ đến tiết mục đếm số liên quan đến Kylian Mbappe. 35 là số bàn thắng mà Kylian Mbappe tham gia trực tiếp trong 32 trận đấu sân khách ở Champions League, 24 bàn thắng và 11 kiến tạo. Mbappe đã tạo ra khoảng cách đến 7 bàn thắng kiến tạo so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại đấu trường này ở mùa giải 2016-2017. Mùa giải 2016-2017 là mùa giải đầu tiên mà Mbappe xuất hiện tại Champions League. Vậy nên có thể đưa ra một khẳng định thế này, kể từ khi Mbappe debut, anh chính là ông vua sân khách tại giải đấu số 1 châu Âu. Ghi bàn thắng trên sân khách không phải là điều mà một cầu thủ quá thường xuyên làm, bởi lẽ ngoài những yếu tố liên quan đến chuyên môn, thì cầu thủ đó phải có một thứ bản lĩnh đến phi thường và vượt qua được sức ép từ các khán đài. Thần tượng của Mbappe là Cristiano Ronaldo, nhiều người hay gọi vui anh là một recon chính hiệu, và có vẻ như anh đã học được một thứ vũ khí rất mạnh ở thần tượng của mình, đó là khả năng ghi bàn ở sân khách. Vào giữa tháng 2 năm 2016, khi các phóng viên từ tờ Goal hỏi rằng liệu Ronaldo có đang bất lực trong việc ghi bàn trên sân khách hay không, thì Ronaldo đã đáp lại đanh thép rằng: "Bạn hỏi rằng tôi có vấn đề trong việc ghi bàn trên sân khách hay không à? Cho tôi một cái tên ghi bàn nhiều trên sân khách hơn tôi kể từ khi tôi đến Tây Ban Nha đi." "Không thể à? Làm gì có ai? Chào, hành động của Ronaldo có sắc séo không? Và anh cũng chả cần phải giấu giếm điều đó. Anh ngạo nghễ vì anh biết mình giỏi." Quả thực trong trận đấu đó thì Ronaldo đã thực sự có một pha qua người, rồi tạo ra siêu phẩm vào lưới Roma. Và Mbappe là người hấp thụ bài học đó rất tốt. Anh biết rằng cách phản ứng lại tốt nhất đối với những lùm xùm bên ngoài cầu thủ chính là thành quả của mình trên sân cỏ. Mbappe đã giúp cho PSG nối dài chuỗi 21 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ trận thua tại San Siro hồi ngày 7 tháng 11 năm ngoái. Thực ra thì Sociedad cũng không hẳn là một đối thủ dễ chơi. Họ dù không được đánh giá cao, song đừng quên rằng họ nằm trong nhóm hạt giống ở vòng bốc thăm, vượt trên cả Inter Milan để giành ngôi đầu bảng. 6 trận vòng bảng,
đội bóng miền Bắc Tây Ban Nha chỉ thủng lưới có 2 bàn. Vậy mà chỉ sau 2 lượt, một mình Mbappe đã xé lưới thủ thành Alex Ramirez tới 3 lần. Hơn cả những bàn thắng, Mbappe chính là một giải pháp tấn công toàn diện của PSG. 90 phút có mặt trên sân, 2 bàn thắng, 2 lần tạo cơ hội lớn, 42 pha chạm bóng, 9 trên 14 pha tranh chấp dưới mặt đất và dĩ nhiên là cả danh hiệu Man of the Match. Đó là sự khác biệt của những siêu sao. Mbappe khẳng định với tờ Canaan sau trận rằng: "Tôi luôn muốn được chơi tại Champions League, tôi luôn muốn chứng tỏ bản thân. Có lúc thành công, có lúc thất bại, nhưng điều quan trọng là tôi không phải dạng cầu thủ chạy trốn khỏi áp lực." Có thể nói những bàn thắng của Mbappe và chính sự hiện diện của anh là niềm hy vọng số 1 để PSG có thể mơ về Champions League năm nay. Cú đúp trong trận đấu vừa qua đã đánh dấu Mbappe chạm mốc 11 bàn thắng cho PSG tại các vòng knockout Champions League. Hiện anh đang là kỷ lục gia trong lịch sử PSG. Người xếp thứ 2 sau anh đó là Ibrahimovic, chỉ có 6 bàn. Chuyện Mbappe xuất sắc như thế nào, có lẽ chúng ta đã nói quá nhiều. Song phải đến năm nay, khi mà Messi và Neymar lần lượt rời PSG thì người ta mới đánh giá đúng vai trò chủ công của Mbappe. Trong mùa giải 2023-2024, một mùa giải khá biến động của PSG, trải qua 39 trận, Mbappe có cho mình 40 bàn thắng, 13 đường kiến tạo, tổng cộng là 53 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 39 trận. Tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Ligue 1 với 21 bàn thắng. Anh cũng đang dẫn đầu khoản này tại Champions League với 6 pha lập công và 2 lần là cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Ligue 1. Cuối cùng, chúng tôi muốn nói đến sự mưu trí của Mbappe. Mặc dù thể chất của Mbappe là không thể phủ nhận, nhưng chính khả năng đối phó với áp lực mạnh mẽ đã tạo nên sự khác biệt của anh với những người khác. Mbappe như thể đang mang tri thức của một người đàn ông 40 tuổi, đồng thời sở hữu thể chất của một gã trai trẻ tuổi đôi 10 vậy. Dường như Mbappe luôn tính toán cho mọi thứ trong cuộc hành trình của mình. Phó chủ tịch của Monaco, ông Vasiliev nói với Canal Plus rằng: "Tôi nhớ chúng tôi đang tập luyện thì nhận được cuộc gọi từ Real Madrid và chấp nhận lời đề nghị trị giá 180 triệu euro dành cho Mbappe. Sau đó tôi gặp anh ấy và nói với anh ấy rằng chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị không thể từ chối từ câu lạc bộ trong mơ của anh. Vậy hãy cho tôi biết câu trả lời của anh đi. Chúng tôi không bao giờ muốn đưa ra lựa chọn cho anh ấy. Điều đó tùy thuộc vào cậu ta. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn đến Paris và sau đó có rất nhiều chi tiết cần phải giải quyết đến nỗi cho đến những giây phút cuối cùng tôi vẫn nghi ngờ về thỏa thuận này. Kỳ thực ra thì Mbappe thích Real và ban đầu cũng định sẽ đến Real Madrid. Song cha của anh, một người không quá nổi tiếng trên mặt báo nhưng là một chuyên gia thực sự trong ngành công nghiệp bóng đá đã can thiệp. Ông yêu cầu Real Madrid phải cam kết số phút ra sân cho con trai mình. Real Madrid không thể, bởi lẽ lúc đó họ còn Ronaldo và Gareth Bale. Vì thế là Mbappe đã đến với PSG. Cái hay của Mbappe còn nằm ở việc xử lý truyền thông. Bất chấp những sự thù hằn và yêu cầu về một câu trả lời xanh chín chuyện đi hay ở, Mbappe cũng đều trả lời một cách nước đôi để tránh truyền thông chĩa mũi dùi về phía mình. Để làm được điều đó cần phải có một cái đầu tỉnh táo và mưu trí. À quên, ở Việt Nam cũng có một anh chàng ca sĩ nổi tiếng theo phong cách này đấy. Có lẽ tự các bạn cũng sẽ hiểu được mưu trí của Mbappe ở đâu rồi.